Tử vi thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp tức ngày 3 tháng 11 năm 2022 âm lịch ngày quý mùi tháng nhâm tý năm nhâm dần. Xung ngày, ất sửu, tân sửu, đinh hợi, đinh tỵ xung tháng, giáp ngọ, canh ngọ. Bính tất bính thìn tử vi ngày 26 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp thứ bảy này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày vn 1. Tuổi tí ngày 26 tháng 11 năm 2022 dưới sức ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi tí cần chú ý hơn đến cách cư xử của mình với mọi người xung quanh. Nếu bạn cứ khăng khăng làm mọi việc theo ý mình thì bạn sẽ tạo ác cảm cho người khác. Dù là việc lớn hay việc nhỏ, bạn cũng nên học được cách khiêm tốn lắng nghe ý kiến của người khác. Quá trình lắng nghe sẽ giúp bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có góc nhìn mới mẻ hơn về công việc mình đang thực hiện. Thổ khắc thủy, quan hệ tình cảm của bản mệnh cũng không thực sự yên ổn. Bạn và người ấy dễ tranh cãi vì những vấn đề xảy ra trong gia đình. Thậm chí, những việc nhỏ cũng có thể thổi bùng lên mâu thuẫn giữa hai người. Giờ tốt 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường đen. Trắng quý nhân phù trợ, dậu, thân, tỵ. Hai, tuổi sửu ngày 26 tháng 11 năm 2022 tương xung tác động, người tuổi sửu dễ vướng vào chuyện tranh chấp thị phi trong ngày thứ bảy này. Bạn nên chú ý giữ bình tĩnh. Chớ hành động nóng nảy kẻo rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân lúc nào chẳng hay. Người làm ăn kinh doanh cũng cần thật cẩn thận trong mọi việc. Không được nhập nhằng trong thu chi mà phải đền bù cho khách hàng, đối tác khi làm việc bạn nên hết sức tập trung chứ không nên nghĩ đến việc này, việc khác. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày ba âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, cà phê. Sám quý nhân phù trợ tuất, mão, hợi. 3, tuổi dần ngày 26 tháng 11 năm 2022 thương quan giáng họa, người tuổi dần dễ rơi vào cảnh mâu thuẫn, bất đồng với cấp trên của mình. Bạn có thể gây mất lòng cấp trên do cách nói năng, hành xử quá thẳng thắn. Không biết lựa lời, dù bạn là người đúng đi chăng nữa thì bạn cũng cần phải chú ý đến cách truyền đạt vấn đề. Nếu bạn sử dụng những từ ngữ quá chối tay hoặc quá gay gắt, người nghe sẽ khó có thể tiếp thu được thậm chí còn khiến đối phương có ác cảm với bạn mộc khắc thổ quan hệ giữa bạn và người nhà gặp phải nhiều vấn đề có lẽ đôi bên cần dành ra thời gian để tâm sự tháo gỡ khúc mắc với nhau còn nếu cứ giữ mọi chuyện trong lòng thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng trở nên xa cách giờ tốt 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, xanh rêu, xanh da trời quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. tuổi mão ngày 26 tháng 11 năm 2022 xem tử vi trực tiến tam hợp nâng đỡ, người tuổi mão có một ngày làm việc đầy may mắn. Những kế hoạch bạn đặt ra từ trước nay tiến triển vô cùng nhanh chóng. Thậm chí vượt quá cả dự tính của bạn, bản mệnh có cơ hội gặt hái thành công tuy nhiên bản mệnh không nên vì thành công mà trở nên kiêu ngạo cho rằng mình là người giỏi nhất bạn cũng chớ nên ngủ quên trên chiến thắng tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua mình khi đạt được mục tiêu này bạn nên nhanh chóng tìm ra một mục tiêu khác mộc khác thổ tiếc là chuyện tình cảm của bản mệnh chưa có nhiều tiến triển có thể bạn đang quá tập trung cho sự nghiệp nên quên mất đời sống cá nhân của mình bạn nên mở lòng ra để đón nhận tình cảm của người khác, đừng cho rằng yêu đương là tốn thời gian. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá cây, xanh rêu quý nhân phù trợ, sửu tuất hợi. Nam, Tuổi thìn ngày 26 tháng 11 năm 2022 chính quan nâng bước, người tuổi thìn có thể khẳng định được vị thế của mình trong tập thể, nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Ai cũng phải công nhận tài năng và đóng góp của bạn. Nếu là người lãnh đạo, bạn có thể dẫn dắt cả tập thể gặt hái thành công. Nếu là người làm công ăn lương, bạn hãy mạnh dạn nêu ra ý kiến của mình bởi quan điểm của bạn có thể khiến cho cả tập thể phát triển nhanh chóng hơn nữa đấy. Xem ngày tốt xấu theo trực, trực thành là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng. Tranh chấp, vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, có như vậy thì quá trình thực hiện mới gặp nhiều may mắn. Giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, vàng, nâu quý nhân phù trợ. Tất dậu thân. 6. Tuổi tỵ ngày 26 tháng 11 năm 2022 chính tài chiếu mệnh, người tuổi tỵ có một túi tiền rủng rỉnh chỉ nhờ các công việc chính của mình. Bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và nay là lúc bạn được nhận thành quả xứng đáng. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng. Với bản tính cần cù và tiết kiệm, dù chỉ là một người làm công ăn lương bình thường đi nữa, bạn cũng không sợ cháy túi bạn luôn để dành cho bản thân và gia đình một khoản tiền tiết kiệm để phòng sự cố bất ngờ. Hỏa sinh thổ, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng trong ngày hôm nay. Dù khi bắt đầu, đôi bên chưa có nhiều cảm xúc với nhau nhưng hay thử tiếp tục trò chuyện. Đôi bên sẽ phát hiện ra điểm hay của đối phương đấy. Giờ tốt 1 giờ 3 giờ màu sắc cắt tường, đỏ, hồng quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7, tuổi ngọ ngày 26 tháng 11 năm 2022 dưới tác động tích cực của nhị hợp, người tuổi ngọ sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn nhờ tinh thần hăng hái, tích cực của mình. Thậm chí càng khó khăn, bạn lại càng cảm thấy nóng lòng muốn thử sức để chứng minh bản thân mình hơn. Xung quanh bạn cũng có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp tốt sẵn lòng giúp đỡ. Nếu biết phát huy sức mạnh đoàn kết, Đôi bên có thể gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ, đem lại lợi ích lớn lao cho cả tập thể. Hỏa sinh thổ, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng ngọt ngào và yên ấm. Đôi bên thường xuyên dành thời gian để ở bên, lắng nghe và tâm sự với nhau. Người ấy cũng chính là động lực để bạn không ngừng cố gắng, phấn đấu. Giờ tốt 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường tím. Đỏ quý nhân phù trợ tuất mão, dần. 8. Tuổi mùi ngày 26 tháng 11 năm 2022 thiên quan giáng họa, người tuổi mùi phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với kẻ tiểu nhân. Đối phương có thể bày mưu tính kế, đẩy bạn vào rắc rối khó lòng giải quyết. Khi mọi chuyện tiến triển không được suôn sẻ như ý muốn, bạn chớ nên hấp tấp hoặc bi quan hãy bình tĩnh để có thể đánh giá vấn đề và tìm ra nguyên nhân chủ yếu tìm được nguyên nhân bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm biện pháp khắc phục thổ vượng khuyên bạn không nên quá cứng đầu cứng cổ trong mọi việc hãy thử cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh có thể bạn sẽ tìm được hướng đi mới thích hợp để hóa giải tình trạng khó khăn đấy Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, nâu, xám quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tuổi thân ngày 26 tháng 11 năm 2022 chính ấn tương trợ, nay chính là thời điểm để người tuổi thân khẳng định vị thế của mình. Bạn hoàn toàn có khả năng giải quyết những khúc mắc trong công việc thậm chí là người chỉ dẫn cho những người thiếu kinh nghiệm hơn mình thái độ làm việc cẩn trọng có đầu có đuôi chính là yếu tố chính khiến lãnh đạo đánh giá bạn rất cao vì thế hãy tiếp tục phát huy ưu điểm của mình bạn sẽ được phân công cho nhiều nhiệm vụ trọng đại có tác dụng thúc đẩy sự nghiệp phát triển nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi Thỉ thần xuất hiện ở hướng đông nam và tài thần xuất hiện ở hướng tây bắc. Giờ tốt, 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, vàng, trắng quý nhân phù trợ tí, thỉnh dậu. 10, tuổi dậu ngày 26 tháng 11 năm 2022 tử vi 12 con giáp ngày hôm nay, người tuổi dậu được thiên ấn soi chiếu nên con đường sự nghiệp vô cùng hanh thông, rộng mở chỉ cần bạn cố gắng làm việc không phân tán bởi những vấn đề ngoài lề thì ắt sẽ gặt hái được thành công ngay trong tầm tay tuy nhiên điều cần chú ý là bạn nên chủ động mối quan hệ với người khác không nên cô lập bản thân với mọi người trong tập thể sẽ có những lúc bạn không thể làm mọi việc một mình và cần đến sự giúp đỡ của người khác đấy thổ sinh kim quan hệ giữa bản mệnh với người khác giới tiến triển tốt đẹp Hôm nay bạn có thể nhận được lời mời làm quen của một người nào đó. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương thì hãy cho đôi bên một cơ hội xem sao nhé. Giờ tốt, 1 giờ 3 giờ màu sắc cắt tường, Bạch Kim, Sám Quý Nhân phù trợ Tị, Sửu Thìn. 11 Tuổi tuất ngày 26 tháng 11 năm 2022 tương hình giáng họa, người tuổi tuất phải chịu đựng nhiều áp lực do công việc mang lại trong ngày hôm nay. Đối thủ cạnh tranh có thể liên tục gây khó dễ cho bạn, khiến bạn phải loay hoay giải quyết đủ mọi vấn đề. Tuy nhiên, xét trên phương diện tích cực thì đối thủ cũng chính là động lực thúc đẩy bạn tiến bộ nhanh chóng. Dưới sự tác động của đối phương, bạn sẽ phải không ngừng bứt phá giới hạn cuối cùng gặt hái được thành công hoặc không thì cũng là những kinh nghiệm quý báu trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng tây bắc phía ngoài phòng thai phụ giường ngủ và nhà vệ sinh do đó thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi Giờ tốt 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, vàng, cam quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. 12, tuổi hợi ngày 26 tháng 11 năm 2022 thổ khắc thủy, quan hệ giữa người tuổi hợi và gia đình có dấu hiệu trở nên căng thẳng hơn trước. Anh em trong nhà dễ mâu thuẫn với nhau bởi các vấn đề liên quan đến lợi ích bởi chẳng ai chịu nhường ai. Một vài người cũng rơi vào cảnh chiến tranh lạnh với nửa kia bởi không biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Bạn thường xuyên ép buộc đối phương làm theo ý mình mà không để tâm điều người ấy mong muốn là gì. Kiếp tài tác động, bản mệnh trở thành một người quyết tâm. Sẵn sàng bắt tay vào công việc dù không được ai ủng hộ. Tuy nhiên, bạn cần phân biệt rõ thế nào là cứng cỏi, thế nào là cứng đầu. Trước khi làm việc gì, bạn nên suy tính kỹ càng. Cân nhắc cả lời khuyên của người khác nữa. Giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, đen, xanh lam quý nhân phù trợ tí, sửu, mùi.